Từ Stockton, miền Bắc của tiểu bang California, Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay mùng 8 Tết Quý Mão, Cộng đoàn Chúa Kitô Phục Sinh tại thành phố Stockton long trọng tổ chức hội chợ Tết Quý Mão tại Trung tâm Đức Bà Phù Hộ các giáo hữu. Trọng kính mời tất cả quý vị còn ở ngoài chúng ta vào bên trong hội trường để nghi thức chào cờ được bắt đầu. What so proudly we hailed at the twilight's last gleam. Xin kính chúc ông bà và anh chị em có hạnh nguyện mừng mùa xuân ngày hôm nay và hái được tất cả những luật, những lộc may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng và trường thọ đến tất cả quý bà và anh chị em. Vâng, xin gửi chúc lời đầu xuân tới tất cả quý bà và anh chị em. Xin cảm ơn các bạn. Tôi xin trân trọng kính mời ông trưởng ban tổ chức lại có đôi lời cùng Phương Kiệt. Xin mời ông Phạm Phương Kiệt. Kính thưa quý quan khách cùng quý giáo dân của cộng đoàn Chúa Kitô Phục Sinh, hôm nay trong bầu không khí ấm áp an lành vui tươi của một mùa xuân mới, thay mặt ban tài chánh và ban hội chợ Tết của cộng đoàn Chúa Kitô Phục Sinh, kính chúc linh mục quản nhiệm cộng đoàn cùng toàn thể quý vị năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui, an khang thịnh vượng và luôn luôn thành đạt. Thưa cha giáng xứ cũng giống như tất cả quý vị, lời đầu tiên tôi xin chào chúc quý vị và kính quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, đầy hồng ân của thượng đế ban cho chúng quý vị. Thưa quý vị, rất đông quý giáo dân và đồng hương đến tham dự chương trình ca nhạc đón xuân, múa lân, đốt pháo và nhiều trò chơi trong ngày Tết, nhằm nhắc nhở cho thế hệ trẻ tại hải ngoại hiểu biết về ngày Tết của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh hội Tết hôm nay sẽ khắc họa trong ký ức các em khi lớn lên sẽ là hành trang đẹp vào đời. Và qua những kỷ niệm này sẽ giúp cho các em hiểu biết thêm về cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Thưa quý linh mục, đại diện các hội đoàn và quý vị đồng hương tại thành phố Stockton. Kính thưa quý vị, từ sau biến cố năm 1975 cho đến hôm nay, nếu như mà chúng ta nói đến con số 48 thì đó là một con số, nhưng đó thật ra là gần một nửa thế kỷ, thưa quý vị. Đó là gần một nửa thế kỷ người Việt của chúng ta sống tha hương, sống cuộc sống tị nạn ở một xứ sở xa lạ, nhưng chúng ta vẫn giữ được truyền thống đón Tết của người Việt Nam. Và cho dù đã là một nửa thế gần một nửa thế kỷ, nhưng chúng ta vẫn giữ được truyền thống văn hóa và căn cước của người Việt tị nạn cộng sản tại đất nước Hoa Kỳ cũng như là tất cả các nơi hải ngoại trên thế giới. Đó là một điều mà chúng ta cảm thấy rất tự hào. Xin quý vị nhận ở quy quy một lời cảm ơn chân thành nhất đến quý linh mục cộng đoàn Công giáo Chúa Kitô Phục Sinh tại thành phố Stockton và tất cả các anh chị em trong ban tổ chức. Để mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay thì Quy xin được giới thiệu với quý vị. Em rất là nhỏ, rất là dễ thương.
Hôm nay tôi rất vui là bởi vì cộng đồng Việt Nam cũng như cộng đoàn Việt Nam của chúng tôi ở đây có một cái cơ sở để tổ chức một cái truyền thống rất là quan trọng và rất là đẹp của Việt Nam, đó là những ngày xuân. Dịp này chúng tôi xin gửi lời chúc Tết đến tất cả các đồng bào Việt Nam tại hải ngoại, đặc biệt là vùng Sacramento cũng như Sắc Tân của chúng tôi đây. Kính chúc quý vị được một mùa xuân thật là khang an, thịnh vượng, đầy tràn sức khỏe và nhiều may mắn. Chúc mừng nhân kính chào con tên gì? Dạ con tên là Victoria Thúy Vi. Thúy Vi, con thấy Tết sao Thúy Vi? Dạ con cảm thấy rất vui và ấm cúng cùng với gia đình của con khi được đóng góp trong chương trình của cộng đồng. Nếu mà nói được với các bạn con ở khắp nơi trên thế giới thì con có thể nói được cái điều gì về Tết ở đây? Dạ thì con sẽ nói là Tết ở bên đây thì rất là vui và hôm nay là mùng 8 Tết mà cũng vui lắm ở bên đây. Bây giờ đã mùng 8 Tết rồi nhưng mà chúng ta vẫn tổ chức để tụ họp cho cái hội chợ Tết cũng như cái truyền thống cho con cháu chúng ta biết được cái hội truyền thống của chợ Tết của chúng ta ngày hôm nay. Lê Thọ, Tóc Tân Bắc, California. Thấy ngày rất vui anh. Tôi thấy là rất là mặc dù mùng 8 Tết nhưng mà đối với Việt Nam vẫn là con mắt con Tết. Rất là vui, thấy đông đảo đồng hương tới đây rất là vui. Tôi tên là Nguyễn Nguyễn Đạch, mình thuộc cộng đoàn Chúa Kitô Phục Sinh, Stockton, California. Trên năm nay chúng tôi cảm thấy rất là xuân tụ, rất là hạnh phúc, ấm cúng khi mùa xuân về. Cảm ơn Nguyễn Đạch và tất cả quý vị. Tên là Thắng, giờ Stockton. Nói được với từng khán giả là chúng mình đang biết đến khắp nơi trên thế giới rằng sẽ có được điều gì về Tết ở đây. Dạ. Nhắn tới tất cả toàn thế giới là cái Tết của cộng đồng của Việt Nam mình là lúc nào cũng là mặc dù bất cứ chỗ nào thì còn cái đất nước Việt Nam mình còn duy trì cái văn hóa của giữ cái văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam mình trên toàn thế giới. Khanh Dương, bao nhiêu lâu rồi mới trở lại đây? Thật ra là rất là vui và bà con đây rất là nhiệt tình tới tham gia cái ngày Tết của nhà thờ. Nếu mà hôm nay chúng ta có thời gian thì tranh thủ để tới ủng hộ những cái hội chợ Tết mang cái truyền thống và quê hương dân tộc. Dạ thưa anh. Dạ Tết này thì em thấy rất là vui bởi vì đây cũng là một cái Tết đầu tiên nhà thờ cộng đoàn của mình về một cái nơi mới và cái hy vọng rằng năm mới này sẽ mang được nhiều điều may mắn cũng như là bình an cho tất cả cộng đoàn ở đây. Tôi Phạm Tú Kiệt, trưởng ban tổ chức ngày hôm nay xin cảm ơn tất cả đồng bào, đồng hương cũng như tất cả giáo dân của cộng đồng chúng tôi mừng sinh để đến đây tham dự hội chợ Tết ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức hội chợ Tết ngày hôm nay, chúng tôi Tú Kiệt xin cảm ơn tất cả toàn thể quý vị. Chương trình là sự hình thức video từ thành phố Sutton, miền Bắc, California.